Tại sao Vinmi lại thường review vật chay mà không chịu đăng lưới test? Đây chắc chắn là câu hỏi mà rất nhiều các đồng thủ đang thắc mắc đúng không? Và video hôm nay cùng mình làm rõ về vấn đề này nha. Thì chỉ có duy nhất một cái nguyên nhân thôi, đó chính là do tốn quá nhiều chi phí các bạn nha. Đó, thì như các bạn biết đó, Vinmi là bán vật mới 100%, hoàn toàn vật mới luôn, không có bán vật cũ. Các bạn có thể lên shopvinmi.com để tham khảo là bên mình bán toàn là vật mới. Đó, thì chính vì vậy với những cây vợt sau khi mà review xong, cái đăng lưới, cái test là những cái cây vợt đó đã cũ rồi nha các bạn. Khi mà đăng lưới là cây vợt nó đã cũ rồi, đã test xong và đã qua sử dụng và đã cũ rồi. Trả về lại bên Vinmi mình thì bên Vinmi sẽ không có bán được những cây vợt đó. Đó là sẽ tốn chi phí cho một cái cây vợt như vậy nha. Sau khi mà review xong đăng test là chắc chắn là sẽ tốn chi phí Vinmi chi ra cho cây vợt đó rồi. Và nếu các bạn tiếp tục lại có thắc mắc là Vinmi lớn như vậy, bự như vậy, tại sao lại không có thể chi cho một cái cây vợt để làm review cho mọi người cùng xem đúng không? Đó, thì mình cũng sẽ xin bật mí cho các bạn, sẽ có hai cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất á, là trên thị trường hiện nay các bạn biết rồi, cái thương hiệu vợt nó rất là lớn, nó có rất là nhiều cái thương hiệu luôn. Nó sẽ ra mắt liên tục ha. Một cái thương hiệu thì một tuần họ sẽ ra vợt, hoặc là một tháng họ sẽ ra vợt. Và hiện tại trên thị trường hiện nay các bạn thấy mấy chục cái thương hiệu luôn, nó ra vợt liên tục như vậy. Vinmi mình không thể nào mà vừa về hàng, cứ lấy cái review cho các bạn xem lại tốn chi phí cho cây vợt đó đúng không? Và cái nguyên nhân thứ hai á, đó chính là Vinmi mình là chuỗi hệ thống bán lẻ các mặt hàng chuyên biệt về cầu lông số 1 tại Việt Nam, nhưng mà chỉ là bán lẻ thôi nha các bạn nha. Bên mình vẫn phải mua hàng tại những cái nơi họ đặt sỉ từ nước ngoài nhập về, là bên mình vẫn phải mua hàng lại, vẫn phải chi trả. Như cái cây Xperia 11 Pro này là bên mình vẫn phải mua lại, xong sau đó là mình mới bán ra cho thị trường. Đó là vẫn phải tốn chi phí các bạn nha. Đó là chính vì vậy với những cái cây vợt sau khi mà đăng lưới test xong thì bên mình sẽ không có bán được và sẽ tốn chi phí rất nhiều với những cây vợt đó, do là bên Vinmi mình không có bán vợt cũ. Kiểu như bỏ tiền ra mua rồi, xong sau đó về test mà lại không có bán lại được, tốn rất là nhiều chi phí ha. Và với bản thân mình là một cái reviewer chuyên về cầu lông, là mình cũng đặt bản thân mình làm khán giả để xem thì mình biết là các bạn rất là thích. Sau khi mà mình đánh giá vợt xong thì mình sẽ test trải nghiệm cho các bạn cùng xem để có những cái nhận xét chân thực nhất về cây vợt đó luôn. Nên chính vì vậy mình có đề xuất với anh Tuấn Anh về cái vấn đề này rồi, thì anh Tuấn Anh cũng có nói với mình thì sang năm 2023 sắp tới là mình sẽ cố gắng sau khi mà review xong những cái cây vợt cao cấp, sắp tới sẽ được ra mắt như là cây Yonex Astro Next Stay nè, Linen X-Fold 100. Thì với những cây đó là mình sẽ lên lưới và mình test cho các bạn xem để có những cái đánh giá chân thực nhất luôn. Thì mình sẽ để lại ở dưới cái phần bình luận, mình sẽ ghi với cái phần bình luận là mình cần bán lại cái cây vợt mình vừa test trải nghiệm ở trên clip này cho mọi người. Nếu mà bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ cái số điện thoại, mình để cái số điện thoại ở dưới đó, các bạn có thể liên hệ qua cho mình ở bên phần Zalo. Mình sẽ chụp đầy đủ cái hình ảnh chi tiết về vợt, xong sau đó các bạn xem được thì chốt cho mình. Mình sẽ để lại cho các bạn cái mức giá vô cùng hữu nghị luôn, đảm bảo là sẽ rất là hữu nghị, bởi vì mình đặt mình là cái khán giả khi mà xem kênh mà. Nên chính vì vậy hứa hẹn là sắp tới trong năm 2023, xuyên suốt năm 2023 luôn á, thì với những cây vợt cao cấp ra là mình sẽ test hết cho các bạn, cho các bạn những cái đánh giá tốt nhất ha. Rồi, và đó cũng là một số cái chia sẻ của mình về cái vấn đề là tại sao Vinmi lại thường review vợt chay mà không chịu đăng lưới test, để cho mọi người những cái đánh giá chân thực nhất ha. Và hứa hẹn trong năm 2023 sắp tới, những cái cây vợt nào hot ra mắt á thì mình sẽ đều test hết cho các bạn cùng xem luôn. Rồi, và các bạn thấy video này hay, bổ ích, nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh ha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.